Đấy, đúng rồi bạn ạ. Em là rất là lười tập đấy. Nên là em cần một PT. Ví dụ như em đang tập mà em bỏ dở là anh phải tát liên tiếp vào mặt em. Ok, tát cho em gãy cổ cũng được. Ok nhá. Mình là PT chuyên nghiệp rồi bạn ạ. Bao, giá tập đi anh. Bắt đầu này. Yes, chuyên may đồ thể thao và đồng phục cao cấp. Đồng phục công ty thì chuyên nghiệp, đồ thể thao thì mặc mát và rất thoải mái. Làm sao để đi làm như đi chơi thể thao? Kết hợp đồ thể thao và đồng phục công sở, đó là đồng phục vải thể thao. Vải thể thao mát rượi, có giãn tối đa, độc quyền từ thể thao Yes. Đặc biệt nhận may số lượng ít từ 6 áo. Nhân viên mặc mát, xếp mát mặt. Xem ngay tại website đồngphucvaithethao.com.